Dạ Tân xin chào ông, bao cô chú anh chị em đã quay lại kênh Tân Mít ha. Dạ hôm nay Tân có mặt tại bên ở đây có thuộc gì ta? Anh An Khánh, An Khánh Vĩnh Long hả hay là Đồng Tháp? An Khánh Đồng Tháp bà con quá. Thì cái vườn mít này vừa rồi Tân đưa cây cho anh của anh gì tên gì quên trời. Anh Thuận á. Dạ anh Thuận các bà con quá. Thì Tân cũng mới xuống đầu tiên. Đó là vườn này thì anh trồng được 15 tháng rồi. Thì Tân xuống con coi để cho kêu ảnh làm trái luôn. Cây này thì bây giờ cái em bị lớn thì cứ nghĩ là ta nghĩ là làm trái là ok rồi, cây cũng rất là lớn rồi, con chung là rất là to. Cây tàn này thì ví dụ mình để một trái hai trái là ok rồi, nhưng mà con cái là đang xuống kịp thời là anh cũng đang đi thằng DB rồi. Trước mắt á, trước khi mà bà con mình làm á thì mình đi thằng DB trước, đi DB khoảng 150 gram. Anh đi hồi đó bao nhiêu ấy à, 150 bao hả? Gì hơi yếu luôn, 150 gram một cây. Cây này của anh khoảng 150 gram, 150 gram. Xong rồi đầu 20 ngày sau mình đưa lân xuống, lân thì mình phải làm mà 2 kg trở lên lân cao mầm á. Rồi xong mình cộng kali, kali mình cộng ví dụ một cây này mình cộng khoảng nắm khoảng cỡ 50 gram được cũng được rồi đó, mình gãi vòng vòng gốc. Rồi sau đó xong rồi bắt đầu mình mới tỉa bơi. Khi mình tỉa bơi là mình tỉa ví dụ như là mấy cái nhánh này mình tỉa sơ thôi, tỉa mấy cái này nè, tỉa mấy cái này thôi. Đó, điện mấy này thôi nè, điện mấy cái nhánh này thôi ha. Đừng có tỉa ra đây quá, nó sẽ trụ đuổi cái cây của mình. Nó vừa tầm vậy thôi đó. Rồi á, là mình sẽ xịt đó NPK với cộng thêm mấy thằng siêu qua rồi đó, 10-10-60 rồi đó, 3-4 cái mình cộng lại mình xịt một cử ha. Xịt cử xong, nhưng mà trước khi xịt cái này á anh phải đi khuẩn cái, mình xịt khuẩn cái đi, xịt khuẩn ha. Đúng rồi, mình xịt khuẩn cái đi. Cái này trước khi mình anh ấy đó, anh xịt khuẩn cái hết cái đi, xịt từ lá thân đọt này nọ hết luôn. Xịt khuẩn thì mình phải cộng lên là thuốc sâu luôn. Thuốc sâu thì mình đừng có xài thuốc nhuộm dầu. Đó. Rồi mình cộng khuẩn nè, thuốc sâu nè. Rồi với dưỡng luôn, humic gì đó. Cộng vô cái mình xịt cái luôn, xịt rửa thân cây được hết này nọ luôn. Rồi sau đó mình bắt đầu mình xử lý bông thì nó sẽ hiệu quả nhất rồi. Đó. Cái này thì những cái vườn bên Vĩnh Long thì ở bên tâm mình đó làm vừa rồi cũng rất là đạt anh, nó làm rồi mới đâm ra em cũng nắm cái phương thức này em làm bên vườn em luôn. Cái này anh cho nó bổ sung thêm đi. Thêm thứ nhất là thằng DB, DB anh mua cái loại loại một á, DB Trung Quốc đó hả? Dạ đúng rồi, nó loại một, nó xài đó thôi. Nó bữa nay nó bữa hỏi em mua là 800 mấy á, bữa nay nó cắt rơi gần cả triệu bao, bữa nay nó lên quá, bữa nay nó lên quá trời. Theo mà cái vậy cái này giờ gãi thêm hả, gãi thêm DB hay là sao hả? Đúng rồi, anh cứ gãi DB thêm đi. Bây giờ mình đã yếu rồi, của mình yếu á, yếu phân á thì nó ra bông không nổi, nó ra không bông mập, không có nhiều bông thì mình không điện trái, sau này mình lấy trái nó không, mình lựa chọn nó khó. Hơi yếu rồi, cái này hơi yếu đó. Bây giờ hồi bữa đó là anh gãi bao nhiêu DB rồi? Con bao một hả? Ôi ít quá. Bây giờ anh thêm để miễn mà một cây 150 gram thì một bao đó miễn anh 800 cây, 800 cây thì mình tính lên, mình cộng thêm nữa, mình giải thêm cái đó với thằng lăng nữa, lăng nó còn ít quá nè. Vậy lăng là một cây mình phải 2 kg. Rồi gãi giờ gãi thằng DB trước rồi. Đúng rồi, anh gãi DB trước nó đi, rồi xong khoảng 10 ngày sau anh gãi lăng vô cũng được, không có gì hết. Đúng ra là nó là gãi DB trước, xong rồi anh muốn dụ 10 ngày 20 ngày á, anh muốn làm bông giờ địa điểm nào thì bắt đầu anh cho thằng lăng vô, thằng lăng thông mầm thì bây giờ là làm luôn đó. Đó bây giờ làm luôn thì anh cho bổ sung nó thêm đi, bây giờ nó còn kém phân. Nhầm khi á, mình không biết á, mình cứ nghĩ cái lúc này thì cái lúc làm bông này nó quan trọng, tại vì phải đủ phân, mình xài phải đủ liều lượng, không dư thì nó sẽ ra bông đều cho mình, để mình ví dụ nó ra bông thiệt là nhiều một cây, mà nó ra sẽ được là 7-8 bông hay là gì á thì mình sẽ chọn rất là ok. Còn mình nó ra 1-2 bông thì cây không có bông cái rồi mình không đủ bông á, cái mình để trái là trái không đạt đó. Đó cái này anh vô bỏ ấy thêm khoa máy vô thì nó sẽ hơn. Cây này thì mình để một trái hai trái được rồi, ok rồi. Dù cây nào mà nhỏ quá thì mình để một trái thôi. Lúc này để là nó lọt qua tháng 2 anh. Tháng giêng hay tháng 2 hả? Đúng rồi. Tháng đó thì em nghĩ là nó cũng ok, đừng thì lúc đó thì nó sẽ mình ăn sẽ bước qua tới tháng 3 là nó sẽ hết. Đó. Thì bắt đầu là mình làm vụ tiếp theo nữa. Bên này mình làm 1 năm 2 vụ được. Là làm rồi là làm liền luôn. Đúng rồi, anh bắt đầu anh cũng y gan vậy.
nhưng mà đợt sau á nó tự ra luôn nè. Cái này thì mình bỏ đi để miễn mà nó ra vậy thì nó lọt sọt. Ví dụ như anh gãi xuống khoảng 15 ngày anh gãi lân rồi nè, bây giờ anh tranh thủ ngày mai đó anh gãi thêm giống DB trước, xong cái giống thằng lân vô cái nữa, rồi xong rồi bắt đầu anh 10 ngày hoặc 15 ngày anh mới tỉa nè mấy cái này ha. Tỉa cái này hết em, cắt bỏ mấy cái này luôn cắt hết, cắt mấy này luôn. Nhánh này cũng để lại chưa, nó chưa đi tàn, đi bỏ tàn thì nhánh còn để lại, nhánh này có thể nó mang trái được. Mình cắt ở đây thôi đó, mình cắt đây nhánh này bỏ luôn nè đó, mình dọn cho nó thoáng hết cái này xong xuôi cái đầu là mình sẽ khuẩn, dọn rồi này sạch ha. Đó, cái đầu mình chọn xịt khuẩn xong cái đầu là qua một ngày hai ngày sau, hai ba ngày sau cái đầu là mình xịt cái thằng làm bông. Anh xịt cử đầu cái đầu khoảng 7 ngày hay là 10 ngày đó anh xịt thêm một cỡ nữa ha, cũng cộng vô thầy vô thêm xịt một cỡ nữa, hai cỡ mà mình cảm thấy nó ra cái dịu, nó nhảy cứ gà ra đầu nhiều rồi á, miễn mà mình thấy mình cái lượng bông mình đủ á thì mình ngưng, còn chưa đủ nữa mình làm thêm cái nữa, xịt thêm cái nữa, rồi ba lần vậy là ok. Mà anh xịt á thì anh xịt nói chung là mình xịt giáp tàn ra thân rồi ra hết luôn đi. Có cây này làm gì nó bị cây này gì? Chắc nó hay bu rễ hay gì đó. Bu rễ vậy, cây này tưới dưỡng rễ đi vô, cây em cũng đều cái này đó, tôi vô phân hữu cơ không á, vô cất dịch ấy đó, cái mình ủ lại cái đầu vô sau này á, thôi mình đừng có xài phân ba cái phân cứt, phân chuồng nhiều, phân chuồng á này nó sẽ là anh biết xong nó ảnh hưởng sau này á, là cái trái mít á sau này nó bị sơ đen với bị sượng dữ lắm kì á. Dạ đừng có xài mấy cái đó. Cái này anh được có một cái em hai anh tính trước rồi, đúng là hai xả đường phèn trước được nè, tốt nè, tắt mình cũng dạng nó hơi thấp, xả đường phèn trước vậy nó gáo liếc thiếu anh này, chung là nó hơi thiếu không, tại vì thiếu thì nó sẽ ra nó không đủ bông cho mình lấy á. Nó không đủ bông cho mình lấy này, anh bỏ phải trước cái ly xuống ngon hơn, bây giờ thôi lỡ mình bỏ vậy mình bổ sung nó thêm chứ để thôi nó không kịp á, bổ sung nó ra lọt sọt liền, bổ sung là giờ là gì mới DB. Dứt DB đúng rồi, DB xong rồi mình lân luôn, còn kali khỏi nữa, đúng ra kali là mình bỏ nó sau cùng á, vậy là gãi hai bao DB. Dạ anh cứ canh dụ như là 150 gram đó, 100 ai của amix của anh thì cỡ 150 gram gãi một cây gãi ra vòng vòng mấy cái tán này nè, gãi vô gốc quá, đừng gãi vô gốc này, gãi vòng vòng ngoài này đó. Thì bà con cô bác nào có xem được cái video này, bà con cô bác có làm bông thì bà con cô bác nhớ làm cái cách của Tăng Chỉ, thì cái này thì Tăng cũng học theo cái bên Vĩnh Long, thì bên Tâm Bình đó mấy cái vườn mít Tăng hay quay trái rất là đạt, họ làm rất là bông sai, thì mình ra bông nhiều thì mình sẽ để tiện chọn trái nó rất là dễ hơn. Cái này nó ra bông cũng như bông được bông gió nhiều, nó bông được nhiều tại hồi đó mình không có phân phước đó, nó không mập, không có phong, đúng rồi, nó không mập bông. Còn mình làm đủ phân thuốc rồi nọ vô cái thời kỳ mà làm bông thì nó rất là mập. Cây này mình làm được tới đây, tới mình lấy để số rồi mình lấy được, không biết mình lấy cái này mà anh lấy đều hết, làm được ra bông đều hết, cây bình quân trái hai trái hết rồi lấy vốn được á. Đó anh 800 cây phải không? 800. Dạ. Cái này nữa rồi, nhóm anh Tân có qua cắt đây được không? Có anh, chứ ấy đi rồi sau này anh em sẽ qua em cắt. Rồi dụ anh cứ ấy đi rồi cái nào ấy thì điện cho em hỏi em sẽ chỉ thêm. Cái này có biết làm đâu, tại cái làm ruộng ở dưới đó mấy tiếp thị bên thuốc á, rồi này nó chỉ làm nè, rồi nó vô đứng nó kêu gãi gì gãi nấy chứ đâu có gặm cái quan trọng nhất á là cái vấn đề anh biết không, mình phải thực tế đó. Thứ nhất là ở đây á, dụ như em đi nhiều thì những cái vườn bà con kia làm rất là đạt cái hiệu quả, đâm ra là mình áp dụng nó thì nó sẽ tốt hơn, chứ còn ví dụ như đâu phải là mà cái mình làm ví dụ như trong cái lý thuyết được đâu. Tại thị trường bây giờ đó, nó cũng nhiều loại phân thuốc lắm, nhưng mà quan trọng nhất cái phân thuốc là mình làm cho cái cây này nó hiệu quả hay là sao. Thầy
có thằng em đó nó làm bên phân thuốc nè, nó đi sẵn làm sầu riêng cho mấy ông dòng đây nè. Dạ. Nó để nó chỉ cho làm. Chứ từ đó giờ tôi đâu có nay để chưa có. Sau này á anh xài thằng ba số á thì mít nó sẽ chắc muối, nó đỏ muối hơn. Nó sẽ ấy hơn. Ba số 16 hả? Dạ, ba số 16, ba số 15, ba số 16, ba số 17 gì đó. Ừ. Rồi mình bổ sung nó lúc mình nó ra bông nó ra ấy thì mình bổ sung cái đó thì trái nó mới lớn nha. Không ấy. Chứ mình không có nó thì vậy nó nữa, vậy nữa chừng nào có trái gì cái điện qua điện lợi gì ấy. Dạ dạ, chứ thì... anh điện điện cho em sẽ ấy cho. Trước khi mà mình ấy là mình sẽ bỏ mấy cái thằng này hết là đúng ra anh ấy đâu khoan là mấy thằng bông này nó mập lắm. Ừ. Nó mập bông lắm, còn gì mình để vậy thì nó ốm bông. Cái bông nó không có được trái, nó vượt lớn sau này nó vượt lớn được. Bên đó là của anh luôn không? À, cái bờ giáp vòng đó. À. Cái đó là bờ giáp vòng. Cái này để trái được rồi, để trái này qua cái lứa ấy được rồi. Rồi xong ví dụ cây làm sao nó ra được 6-7 bông đó là mình sẽ chọn trái nó sẽ tốt hơn. Nó mình lựa chọn nó đạt hơn. Còn vụ một cây mà ra mà không 3-4 bông, 2-3 bông thì mình khó tuyển chọn trái. Chắc cái vườn trên đây có một cái nó làm lúc đầu nó làm rồi sao mà tự nhiên cái lúc sau nó tự ra luôn hả? Ra hoài luôn. Nó cái này nó ra trái chuyện mà anh. Trái chuyện luôn. Ra trái chuyện mà. Nhưng mà mình ra trái chuyện thì nó không có đạt không. Ừ. Với mình chăm sóc nó phân thuốc rồi nó không có ấy nữa. Khó. Nó khó. Ngân hàng mình làm vụ vậy thì nó ấy hơn rồi mình có thời gian để mình dưỡng cây rồi luôn. Rồi mình làm á, mình làm bông sao á. Hai, đều dù mình để hai trái nó phải song song với nhau. Nếu mà mình không có để trái bự trái nhỏ được. Ừ. Để trái bự trái nhỏ thì nó sẽ trái bự nó rút trái kia hết à. Ừ. Nó không bao giờ nó ấy đâu. Chứ mình đừng có nghĩ là hai trái mít mình để cứ trái lớn trái nhỏ xong ăn trái lớn cái trái nhỏ nó bự, nhưng mà thật sự lúc đó nó chỉ nuôi trái lớn thôi. Trái nhỏ là đẹp. Trái nhỏ lại bắt đầu nó bị kiểu như nó rút trái rồi nó eo sơ luôn à. Còn mà mình để nhiều quá thì nó nuôi không nổi thì nó sẽ bắt buộc là nó phải ấy thôi. Năm ra sau này mình tuyển hai ví dụ như là nó 90-90 hoặc 80. Rồi sau này anh cứ xịt dưỡng nó là thằng Homit với thằng Articon á. Nhưng mà anh xịt lúc mà nó nở bông gáo ra nó có cái trái bằng ngón chân cái là mình xịt đi. Xịt dưỡng da đó, xịt xương nhưng mình không cần xịt nhiều đâu. Cái này trồng nhắm thưa không ta? Không thưa đâu, không thưa đâu anh. Nói này qua năm nó bít chịch luôn á. 11 công mà không có được có 800 cây à. Trời, 800 cây là không thưa đâu, là anh tính ra có 4 mét chứ nhiêu. Mấy người kia người ta trồng sao người ta nói gì cái ngàn cây quá trời. Khó đâu, anh hãy dạy với mình mốt anh coi nè. Ví dụ anh qua năm tới là bít chịch hết. Với cái này nè, anh cố gắng nè, lúc này không biết ở đây gió nhiều không. Gió. Em nhiều vườn nó bị chốc gốc và nó bị chết luôn á nha anh. Thì nó có phải chổi đó cây à. Không đó bây giờ đó là sắp tới anh kiếm mua cái dây găng á. Hôm qua em đi vừa mấy vừa bên kia vậy, trời ơi nó gió nó quơ nó dặn á, lộng gốc hết trơn, bắt đầu nó đổ lá vàng hết, đổ lá vàng rồi nó rộng gốc nó đứt rễ anh. Ừ. Chết luôn đó. Rồi cứ gió hoài á, rễ nó đâu ra được đâu. Ừ. Còn ví dụ mình nhiệt nó lại ha, ví dụ như một mình đóng cái trụ dưới này nè, cái đầu hai bên hai cây phải không? À đóng hai không, mình đóng cái vụ trụ đây nè. Ừ. Cái mình nhiệt đây dây, đây dây, cái đằng kia dây. Ví dụ nhiệt làm sao được hai dây hoặc ba dây á. Ừ. Thì gió nó dặn nó không ấy. Mua dây găng mà dây găng đen á. Ừ. Nó anh chịu khó dụ anh nhiệt cái là nhiệt xước cái này nè. Cái câu khúc đầu này nè thì nó không quơ được. Hồi nhỏ cái... hồi nhỏ chồng có nhiệt nè, mà thấy dạ. Lớn rồi. Cái này á mình ý là dầm khi gió lớn quá cái đầu nó liệt. Nó dặn á. Đúng rồi. Tại cái cây mít anh thấy vậy nó còn hơi thấp này, nó chưa có bị nha, nhưng mà qua năm tới nó cao là nó sẽ bị á. Là nó lỏng gốc là nó sẽ nó nhóm gốc là nó sẽ lâu ngày nó sẽ cái này cứng gốc. Ở đây vòng vòng tại vườn nhiều quá, nó che bớt á. Chứ ngoài gì đồng trống là gió. Liệt luôn á. Lắm gió. Của em ở bển vừa rồi bị 300 cây cũng cỡ của anh là nó dặn nó liệt, nó ngã em hết trơn rồi em đỡ lại với ấy giờ nó bị xuống lá, đổ lá, nó đứng lá luôn, nó giòn khấu lá lại rồi từ cái đầu nó chết luôn. Là lúc này là làm dừa trên lá này là dừa phải không? Dạ. Không, mình không có gần chặn đọt giống như kiểu mấy cây khác đâu. Cái mình làm bông mình không có cần chặn đọt, mình gãi thằng kali vô rồi nó dày lá lại là ok rồi, nó đi bông cho mình rồi. Chứ mình không có đừng có chặn đọt chặn đồ. Không chặn đọt à? Không, không đừng chặn đọt, anh chặn đọt nó dở lắm. Thằng bít này nó nhẹ làm bông lắm, nó không phải như mấy thằng khác.
Xong mấy anh kia nó nói này nặng hơn mít Thái đó. Không, không nặng hơn đâu, đừng nghĩ nặng hơn, nó không nặng đâu, nó ga dữ lắm. Anh làm đúng cái đó, em bảo đảm với anh, bông cực kỳ luôn. Bông mà mật sức mà mấy luôn á. Tại vì cái tơ á, thì dĩ nhiên thì ví dụ cây sung á, cây sung thì anh làm nó hơi nặng. Cây nó sung nó tốt mà nó toàn nó nuôi lá nuôi ấy không à. Thì anh không ấy. Còn cây của mình, ví dụ như cây của mình nó cũng bình thường thôi, nó cũng không có sung tốt. Còn mình chặn đọt nó, anh biết sao không? Chặn đọt nó ảnh hưởng rất là lớn là vấn đề gì? Cái lá già nó giòn hấu lại hết. Sau này nó giòn lại hết phải không? Ừ. Bắt đầu là nó đổ lá một cái là đổ sạch cây của anh luôn. Đó, cái chặn đọt nó nguy hiểm lắm. Sau này trời nắng cái đầu là cái lá già nè, nó lẹ già cái lá của mình á. Ừ. Nó khô, nó giòn là giòn hấu à. Đặc biệt nhất khoát là đừng có xài thằng khoát lo nha. Xài khoát lo lên là thua luôn á. Khoát lo là mấy mốt là nó sẽ cái lá nó túm túm nó dụm lại. Thứ nhất, thứ hai là cái trái nó dày giống như cái sầu riêng, vỏ như sầu riêng vậy. Là cái trái mít là khỏi bán được luôn á. Đừng xài phát lo, phát lo không được nha. Thằng MKB. MKB với thằng 16-10 với thằng gì? Đây nè, siêu qua. Ở ngoài này nè, ngoài này nè, ra ngoài này em chị em ngoài xe nè. Đi ra xe đi em chỉ cho. Em mới gia nhập vô nè, nó ba loại nha. Nó là mình pha nó làm nữa, nó là mình xịt lên thôi. Em cũng sắp tới em cũng làm cái chuẩn bị làm bông đó. Nhãn quá giờ trái luôn trời, không khiếp ha. Này mùa nhãn đây giờ đó, mà con cô bác thì đang cũng đi cũng rất là nhiều vườn, rất là nhiều vườn. Làm ra là đang cũng biết cách thức làm, thì cái mít này nó cũng đơn giản thôi, không phải mình làm để mình chặn đọt cơ để rồi ấy như nọ đâu. Xịt mấy cái đó là nó ra là ra nhiều rồi. Quan trọng nhất là trước khi mình làm mình phải phân thuốc nó đúng bài bản rồi nó làm cái cây nó cho mình nó đủ lực rồi nó đủ để mà nó phun cái cự rà mít rồi xong rồi nó ra bông được thì nó mới ấy được. Chứ còn mình không mình xịt không cũng vô tác dụng, nhưng mà các bác nó phải có phân gãi đi kèm. NKB nè. Ha. NKB này của ai ấy nè. Với cái thằng này là đây nè, mình bỏ xuống đây cho anh. Cái này cũng mới nhập nè. Đó. Này thì thằng Lăng 98 cộng. Xin tin 98 cộng nè. Này của Nhật. Shikawa. Nên anh chụp này lại đi. Đó. Rồi với cái thằng này. Thằng này 10-10-10-60. Đó. Này thì cái này nè, nè, này 10-60 nè. 10-60-10 á. Nè 10-60-10 nè. Cái này đang không phải là quảng cáo cho các hãng này, mà con cô bác nói chung mình thấy hiệu quả thì đang làm, chỉ mà con cô bác mình làm. Nhưng khi quảng cáo không được. Đó, còn cái này là cái thằng anh này BK nè, cái loại này nè. Loại này tốt nhất nè. Loại này xài đó, ba cái loại này mình cộng lại. Đó mình xài mình xịt đó. Thì mình cộng thêm cái thằng dưỡng nữa. Dưỡng là mình dưỡng như humic rồi vậy đó. Cộng thêm nó ít cho vô nữa thôi. Thì ok. Đó, nhưng mà trước mắt của mình quan trọng nhất, mình trước khi mình làm bông á là bắt buộc mình phải đi thằng DB trước. Ví dụ cái gốc mình á cỡ bằng bị lớn á thì mình đi 150g. Sau này gốc mình lớn hơn thì mình tăng lên 200g. Và chỉ làm dụng nó, xài nó chỉ cái lúc làm bông thôi. Ngoài ra là sau này không xài. Đó, rồi xong rồi mới là đưa thằng gãi cái đó xong khoảng 20 ngày sau, hoặc là mình muốn chừng nào mình muốn cho nó ra bông á thì bắt đầu là mình muốn đã làm bông luôn á. Bằng DB á là để cho cây lá nó đi, lá đọt nó xanh tốt lên cái. Rồi xong bắt đầu là mình mới đưa thằng Lăng xuống cộng với thằng Kali. Rồi sau đó mình mới cắt tỉa cành. Rồi mới xịt thằng này lên. Đó, nó qua cái gì cái giai đoạn đó. Xịt qua cho ba cái. Đó là vậy. Mình phải xài làm cho nó theo cái chu kỳ á thì nó ra bông rất là tốt. Thật sự là em đi mấy cái vườn này làm bông cực là hiệu quả luôn. Thì em cũng rất là mong bà con cô bác mình xem video này được á, thì bà con cô bác mình cứ làm theo cái phương thức. Còn ví dụ mình không có những cái loại này thì mình có thể thay thế cái loại khác được. Ví dụ mình thay thế mấy cái đồ siêu qua rồi mình thay thế loại khác được.
Còn ví dụ phân mà kali thì ví dụ không có phân kali này thì mình xài phân kali khác được, tạo mầm nếu có kali tạo mầm là được rồi. Đó. Còn DB thì cái lúc mà làm bông thì mình phải có. Còn sau này ví dụ nó ra bông ra trái rồi đó, thì mình mới đi thằng phân ba số vô. Đó. Ba số để mình cái vấn đề là nuôi trái. Nó cái chu kỳ sau mình mới xài đó. Còn cái hữu cơ thì một năm mình cứ cho nó đi một lần để nuôi cây. Khi mà hết trái lúc đó mình mới đưa hữu cơ, mình xài hữu cơ. Nó sẽ hiệu quả hơn, chứ còn mình đi phải đúng theo cái giai đoạn á. Chứ trong khi mình đi phí. Đó, thằng mít này thì nó nhẹ phân, rất là nhẹ phân hơn sầu riêng. Dạ. Đó thì thôi Tân cảm ơn bà con cô bác mình đã xem video này và chia sẻ cho Tân ha. Dạ Tân cảm ơn bà con cô bác, cảm ơn bà con cô bác lại hẹn gặp sau ha.